Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay chúng ta lại đến với cái khung giờ quen thuộc anh em nhá, đó chính là phát hành vào buổi tối. Thực ra thì tôi cũng rất là muốn là phát hành vào buổi sáng. Tuy nhiên là tôi cũng không hiểu tại sao tôi phát hành vào buổi sáng nó lại ít view hơn buổi tối anh em ạ. Có thể là do là các anh em xem tôi, anh em thân quen, anh em quen cái giờ đấy rồi. Nên là cái giờ đấy ấy, khi mà tôi hay up vào cái giờ buổi đêm, anh em vào xem nó thành cái thói quen. Đấy, cái thông lệ thì YouTube nó mặc định là đến cái giờ đấy thì kênh của tôi nó mới được đề xuất. Đó, thế nên là hôm nay chắc là tôi lại phải quay trở lại cái khung giờ cũ thôi anh em ạ. Khung giờ mới view nó tụt đi phải đến 20-30%. Thường thì anh em hay xem tôi vào cái giờ trước khi anh em đi ngủ. Để anh em chuẩn bị ngủ thì anh em lên giường, anh em bật điện thoại lên, anh em xem một game rồi anh em đi ngủ. Thế nó là hợp lý, tôi nghĩ là như thế. Còn nếu mà phát hành vào cái buổi sáng ấy thì thực ra cái giờ hành chính, nói chung là vào cái giờ hành chính thì chắc chắn là nếu mà anh em có xem được thì anh em cũng coi như là vừa làm vừa xem thì nó cũng không tập trung cho lắm. Đấy thì nó cũng mất đi hay. Mất cái phần hay đi thì thực ra clip mà không xem tập trung không hay thì nó cũng thế thôi, nó cũng sẽ ít đề xuất nha anh em nhá. Đó chính là lý do đấy, làm sao mà nó tụt đề xuất đi. Đấy, nên là tôi sẽ chuyển về cái giờ mà anh em có thể anh em mặc dù anh em không xem, đấy anh em ngủ quên nhưng mà dù sao ấy thì nó vẫn còn hơn là anh em trong giờ làm việc, sau đó thì anh em có thể anh em đang xem dở, anh em bận công việc rồi em tắt đi. Như thế nó cũng ảnh hưởng nhiều đến đề xuất anh em ạ. Đấy còn nếu mà anh em nào mà yêu quý tôi, đấy mà anh em có thể là ủng hộ cái việc là một view ở trên kênh ấy thì anh em mỗi lần anh em xem thì anh em có thể anh em đang xem ở trong giờ làm việc đúng không? Đấy thì anh em có thể là bật cho tôi một tab rồi anh em tắt tiếng đi. Đấy để anh em có thể là tập trung vào công việc mà cái máy tính của anh em vẫn đang xem kênh của tôi. Như thế là cũng là ủng hộ rất là nhiều. Đấy tối về anh em lại xem lại một lần nữa, thế là được 2 view. Mà tôi đang nghĩ là nếu mà anh em mà giúp tôi kiểu như thế thì có khi là view kênh này nó sẽ phải gấp đôi luôn đấy. Có đồ gì không nào? Chém lan. Được, chém lan được. Metalit à? Không anh em, hôm nay tôi sẽ không chơi Metalit đâu. Ghép tạm để cho cái con này nó cầm nó. Phong Vũ cầm cái chém lan này rất là khỏe rồi ạ, đồ game. Tôi ghép nó ra sớm, tôi ghép nha anh em nhá. Thì hôm nay tôi cũng sẽ làm theo một cái yêu cầu của anh em ở trên kênh thôi. Dạo gần đây thì anh em cũng biết là kênh của tôi có rất nhiều những cái anh em yêu cầu chơi bộ này bộ kia. Đấy, và để mà trả được hết tất cả các anh em thì nó sẽ phải mất một cái khoảng thời gian. Đấy là chưa tính là cái việc là tôi chơi, tôi có thể là tôi sẽ không ở top 1. Đấy nên là anh em hết sức thông cảm nhá. Có rất nhiều anh em yêu cầu. Thường là tôi dễ tôi làm trước, khó tôi làm sau. Đấy. Ưu tiên cho các anh em hội viên ở trên kênh là làm trước. Ưu tiên cho các anh em ủng hộ kênh. Ui ôi, đu mày. Được đấy nhở. Ở đây nó ra cả con ngựa nhá. Nhưng mà thôi, Warrior đang có sẵn rồi. Ra cả con ngựa luôn. Ok. Swordman này, được. Tạm thời như này nhá anh em nhá. Cái con Phong Vũ này giữ thêm một vài round. Nếu mà ra được 2 sao thì chơi luôn. Coi như là làm co. Anh em thân mến, video clip ngày hôm nay tôi sẽ làm theo cái yêu cầu của anh em Trần Hoàng Hưng. Đấy, anh em Trần Hoàng Hưng thì anh em sẽ biết là tôi chơi cái bộ gì. Còn các anh em ở trên kênh thì từ từ hồi sau sẽ rõ anh em nhá, bí mật. Đấy là một trong những cái bộ mà nó hơi ao meta, nó hơi khó chơi. Đấy, nó hơi khó chơi ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế là bởi vì nó khó nên là anh em có yêu cầu tôi cách đây khoảng gần một tuần. Tuy nhiên là tôi chưa ra clip được. Đấy, anh em Trần Hoàng Hưng thì yêu cầu và kèm theo cả đô lết nữa. Đấy nhưng mà tôi rất là xin lỗi anh em Trần Hoàng Hưng là bởi vì là cái layup đấy nó khá là khó. Kẹp thêm spirit vào này. Đỏ này. Ok. Tạm ổn. Bây giờ Doom có thể chơi được. Doom 1 sao nhưng mà đầu game là chơi là cũng khá là ngon này anh em. Giờ sợ Hunter thôi. 6 Hunter thua thôi. Chứ còn chắc là cũng không thua thằng nào đâu. Nhưng cái thằng đánh gần thì ở đây kẹp spirit rồi. 2 đỏ. Warrior thì có giáp. Cộng thêm 2 đỏ, cộng thêm máu. Khá trâu ấy.
nghìn máu. Nghìn máu với 10 giáp thì khả năng là sẽ giữ chuỗi. Đấu game cho nhiều warrior này có khi là chúng ta sẽ xây dựng bằng warrior anh em nhá. Chúng ta sẽ đi qua bộ warrior. Ok. Đây này. Warrior này, đủ bộ này. Lên 6 là chúng ta đã có đủ bộ 6 warrior rồi. Ok. Thôi bán này đi. Chúng ta lên 6 là 6 warrior. Nó sẽ rất mạnh giai đoạn đầu game anh em ạ. Nó chính là cái đội hình form ở level 6 á. Từ round 7 đến round 9 là chúng ta có thể form được 6 warrior là cực kỳ khỏe luôn. Sau đấy thì chúng ta sẽ phải lên 7 và kẹp vào một cái gì đấy. Ví dụ như là ở đây tôi đang giữ Spirit, có thể kẹp Spirit vào. Hoặc là chúng ta có thể kẹp Glacier, kẹp Beat, kẹp gấu Beat vào cũng ngon luôn. Ây da, chuyện này có Greater à? Ủa thật căng nhờ. Thằng này mà counter tôi đấy. Tí nữa chơi thằng này counter này, chứ phải cẩn thận. Chơi phải giữ máu đây, đầu game phải giữ thật là tốt. Tí nữa gặp thằng này nó đấm sấp mặt luôn. Ra còn hai con mèo ở đây nữa. Và bây giờ tôi có 6 warrior rồi anh em ạ. 6 warrior là một cái gì đấy nó chân ái hơn là với việc là kẹp vào hai mèo chỉ có 3 warrior thôi thì không ngon bằng đâu. Nhất là bây giờ cái đồ ấy nó sẽ không có dành cho cái con mèo này. Chơi mà kẹp thêm hai mèo ấy đồ nó phải mana một chút. Đồ mà không có mana thì con mèo nó nhảy chậm lắm anh em ạ. Nhảy chậm thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ cái lượng đam gây ra nó sẽ không lớn. Mà bỏ warrior ra thì đội hình nó sẽ yếu hơn hẳn. Bây giờ cái bộ warrior này nha, nó đang có 2 bit rồi. Nó đang có 2 đỏ 2 bit. Đấy, một con 2 sao và một con Doom đánh là có Dam Demon. Phải nói là rất khỏe. So với cái việc là bỏ hai con ra, chắc chắn là chúng ta sẽ mất đỏ hoặc là mất bit đúng không? Để chúng ta mất cả 6 warrior nữa để chúng ta thay vào bằng một cái con hai con mèo thì thực sự là nó cũng không đánh đổi, nó cũng không ngon lắm. Bây giờ bảo lên level 8 ấy. Level 8 kẹp 6 warrior kẹp hai mèo ấy thì được, nhưng mà không. Level 8 còn rất lâu nữa anh em ạ. Không ôm anh em nhá, thật tiền lắm. Đây rồi, hợp lý luôn. Này quá nhờ. Bài warrior độ quá nhưng mà tôi lại có chơi warrior đâu. Cái bài hôm nay là không chơi warrior anh em nhá. Đấy, cái bài hôm nay không phải chơi warrior. Mà cái bài hôm nay là thực ra là chơi cái bộ khác, nhưng mà đầu game nó cho warrior thì tôi tận dụng thôi. Bởi vì chả nhẽ nhá, nó ra một cái con Doom đúng không? Đầu game nó ra một con Doom mà tôi lại không mua thì nó rất là buồn cười. Đấy, chính vì thế tôi mua. Mặc dù là cái bộ này nó rất là không liên quan đến cái bộ lineup của tôi đang định chơi. Đấy, tương lai là chúng ta sẽ phải đổi tới 90% đội hình anh em ạ. Gần như là đổi hết. Bài này mà chơi warrior là ngon này, chơi 9 warrior là rất ngon luôn đấy anh em ạ. Bài được qua độ, chỉ cần con Doom 2 thôi thì chắc là top 1 luôn. Nếu mà xác định chơi 9 warrior, lấy đồ chuẩn cho 9 warrior thì chắc chắn là top 1. Không nói nhiều, bài to lắm anh em ạ. Chỉ cần là con Doom 2 thôi. Doom 2 nhưng có đồ Kira cắt chuỗi luôn. Ui giời, quá tuyệt vời luôn. Cộng 6, ok. Trời ơi, bài này đúng kiểu qua độ luôn anh em ạ. Mà tôi rất tiếc là hôm nay tôi không chơi warrior. Đấy, nhiều khi làm content ấy nó bị cái là như thế đấy anh em. Tức là chúng ta đã mạnh rồi nhá, chúng ta đã được độ rồi, mà chúng ta lại không được chơi. Đấy cũng chính là lý do để làm sao mà nó rất là lắt léo. Nó rất là lắt léo khi mà tôi chơi nó lại phải chuyển này chuyển kia để mà có thể là làm theo đúng cái content anh em yêu cầu. Đấy, nhiều trận đấu là bị gãy thì là nó cũng là top 8, top 7 đó là quá là bình thường luôn. Đấy mà nhiều những trận như thế làm cho tôi là rất là trầm cảm anh em ạ. Chứ là cũng không đơn giản đâu. Nhá, bình thường chơi ví dụ chơi thoải mái đi, anh em bảo tôi chơi gì chơi top 1 là được thì nó quá đơn giản luôn. Đấy nhưng mà không, đây là làm theo yêu cầu, nhiều khi nó lắt lèo lắm anh em ạ.
nó đâu có đơn giản đâu. Đấy mà bây giờ đa phần những cái video clip của tôi ấy, mà tôi vào trong game tôi chơi ấy, đa phần là làm theo yêu cầu. Đấy, phải khẳng định với anh em là như thế. Bây giờ là hết cái update từ lâu rồi, bây giờ chủ yếu là content làm yêu cầu thôi. Alex chưa gặp à? Alex chưa gặp. Alex, Alex chơi gì? Oh, cũng chỉ Warrior. Berserker có đồ trừ giáp à? Không khỏe đâu. Không làm gì cả anh em nhá. Để nguyên như này là ăn được rồi. Mặc dù là đối thủ cũng có 2 sao đấy, cũng có 2 sao là con Ách. Tức là cũng y hệt như tôi, cũng có 6 con, cũng có 2 sao. Chỉ cần tiếp cận được cái con Berserker đằng sau thôi là nó không có đam mà. Tôi để con người đá ở giữa để nó lém vào trong là xong. Lém vào trong đi, lém đi, ok. Rồi, tiếp cận rồi. Nói chung là mình khỏe hơn. Đối thủ chỉ có đỏ thôi, anh không có beat. Tôi có beat anh em ạ. Có beat đấm nó đau hơn. Cộng thêm 15% đam ấy, không ít đâu. Úi ôi, đúng rồi anh em ơi. Phải đái thật. Lại chơi Warrior ngon rồi anh em ạ. Tôi một chắc luôn. Chả nhẽ lại một trận nữa qua 9 Warrior 100% máu đến hết game. Thật. Nhưng mà hôm nay lại không. Thực ra tôi chơi bộ này nó đấm hết luôn ấy. Thật. Mà bây giờ để anh em Trần Hoàng Hưng coi như là đợi lâu quá rồi. Chả nhẽ là bây giờ là không chơi. Anh em Trần Hoàng Hưng yêu cầu một cái lineup khó nhiều. Cái thứ nhất là nó khó này. Cái thứ hai là gì? Là ở trong trận đấu này có counter. Đấy, cái vấn đề là thế. Mà cái thằng counter nó đang khá là khỏe đấy. Tôi đang rất là gọi là phân vân đấy. Bây giờ mà tôi để 9 Wario tôi đấm thằng counter sấp mặt luôn. Mà hơi ngại anh em ạ. Hơi ngại. Ngại ở đây không phải là ngại chơi cái bộ anh em Trần Hoàng Hưng yêu cầu, mà là ngại ở đây ấy, là ngại anh em Trần Hoàng Hưng. Nếu mà tôi không chơi ấy, tôi rất là ngại. Nhưng mà anh em đợi lâu quá. Và anh em có nhắc rồi. Có nhắc rồi là chắc là hôm nay thôi. Không chơi chỉ mua anh em ạ. Chỉ mua tôi khẳng định với anh em luôn là vô địch top 1 100% máu hết game. Đấy. Nếu mà vào cái tay tôi nhưng mà chơi cái bộ 9 Warrior này thì tôi sẽ xả cực mạnh luôn để tôi form cái bài 9 War. Đấy mà bởi vì là rất là đáng tiếc là trận này chúng ta lại không chơi 9 War nên là bây giờ tôi không xả, tôi không dám xả luôn. Đấy. Cái tầm này nếu mà chơi đúng nhá là phải xả, anh em hiểu không? Nhưng mà không, bởi vì tí nữa những cái con này tôi bán đi mà. Nên là tôi không xả. Đấy, đấy là sai lầm đấy. Ví dụ như gặp cái thằng này vớ vẩn mất chuỗi này. Ui ôi mẹ đúng luôn anh em ơi. Xong rồi. Vừa mới dứt mồm xong anh em ạ. Tôi biết ngay. Đấy nhưng mà bây giờ xả ấy, bây giờ xả, bây giờ form 9 War thì nó lại tốn tiền quá. Không được. Mất bố chuỗi anh em ạ. Cay thật. Cay thật sự luôn á. Không dám xả anh em ơi, bởi vì là tôi có chơi cái bộ này đâu. Tí nữa ấy, là tôi sẽ bán đi thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ mà tôi xả tiền, tôi xoay hết tiền để tôi form về cái bộ đấy ấy, thì là chúng ta phải chơi luôn, anh em hiểu không? Bây giờ mà hết 50 tiền để form 9 Warrior, sau đó tí nữa lại bán đi một lần nữa thì nó làm tiền đâu ra, đúng không? Chứ bình thường ấy là với 50 tiền này là tôi làm rất nhiều việc đấy. Ít nhất là cái con Swordman này, con Tutka này và con Ash nó phải lên được 2 sao. Anh em hiểu không? Đấy mà không. Tôi đâu có tiền để tôi làm cái điều đấy đâu. Không có. Anh em ạ. Ok. Rồi. Bình tĩnh. Bây giờ giữ máu thôi. Cái bộ của anh em Trần Hoàng Hưng yêu cầu tôi chia sẻ với anh em là nó phải chơi ở level 10. Không xả tiền được vớ vẩn đâu anh em ạ. Không xả tiền được đâu. Level 10 mà toàn 5 đô thôi nhá. Toàn chơi bằng 5 đô thôi. Toàn những cái con to đô thôi. To tiền thôi.
Nên là tôi sẽ xả level 9, level 10. Chứ còn tôi không có xả, coi như là xả gắt đâu. Đấy, anh em thấy là tôi cũng phải tiết kiệm đến từng đồng một luôn. Bán ra bán vào mấy cái con warrior để tiết kiệm từng đồng luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta thế nào chúng ta cũng sẽ bán warrior đi thôi. Con nào mà lên được 2 sao sớm thì chúng ta tận dụng thôi anh em ạ. Khổ, bây giờ mới lên level 7 đấy. Trận này còn hai thằng đang có chuối nhá. Mà cái thằng đang có chuối ấy, thì tôi cũng xin tiết lộ một chút chút. Đấy, có anh em thì anh em đoán là tôi chơi gì rồi, nên là tôi cũng tiết lộ cho một vài anh em chưa đoán ra. Đấy là ở trong cái trận đấu này, cái thằng vừa cắt chuỗi tôi ấy chính là cái thằng mà tí nữa nó sẽ counter cái đội hình mà tí nữa tôi đã chuyển sang. Đấy, nó là Sida thấy anh em ạ. Bình thường người ta chơi ấy là người ta phải chuyển sang cái line up mà để counter đối thủ, thì đây tôi lại chuyển sang cái line up mà để đối thủ counter tôi. Mày phải cứt. Anh em có tin được không, là tí nữa tôi sẽ phải chuyển sang một cái line up mà cái thằng bố tướng kia nó counter tôi đó. Counter trực tiếp luôn, coi như là đấm sấp mặt luôn ấy. Kinh khủng luôn. Thế mới bảo là rất khó mà. Rồi, lên 8 không nhỉ? Rồi lên 8 hơi tốn tiền thật đấy. Từ tốn thôi anh em. Có gấu này à, có gấu rồi lên 8 không? Được, lên 8. Lên 8 thì bỏ cái con Tutka ra, kẹp thêm 2 đỏ vào. Vẫn là 6 warrior, kẹp 2 beat, kẹp với cả 2 đỏ, kẹp với spirit. Ok, được anh em ạ. Rồi. Ui, gặp cái thằng có chuỗi này. Cắt chuỗi đó nhá. Nhớ cắt chuỗi nó. Tôi lên 8 rồi. Tôi vẫn đánh cẩn thận mà. Tôi vẫn sẽ đánh cẩn thận. Nhưng mà xả tiền hợp lý thôi anh em, không phải xả tiền khô máu. Để chúng ta còn có tiền mà chuyển, chứ tí nữa mà hết tiền thì chả chuyển được đâu. Rồi, ok, cắt được chuối. Hay lắm. Ui, chuyện này ra nhiều Velom ấy nhở. Vừa lấy tôi bỏ một con Velom tôi không mua ở đấy. Bởi vì tôi ôm thì hơi thọt. Cái con này nó 4 đô. Tôi định form về 9 Warrior. Nên là ở level 9 thì cũng chưa nhét được vào ấy, nhưng mà nó ra khá là nhiều. Chúng ta mà đánh ở level 10 chúng ta vẫn chơi được cái con này đó. Ok, 4 tiền thì thực ra là mua Velom ở round này thì chúng ta sẽ không bị mất tiền. Được. Có điều là cái con này nó phải lên 10 chúng ta mới chơi được cơ. Con này nó phải lên 10 thì chúng ta mới nhét được vào. Với cả hiện tại vẫn chưa có cái đồ Kira anh em ạ. Chưa có món đồ Kira. Chín warrior bây giờ là chúng ta thiếu một con. Đấy, berserker chưa có anh em ạ. Thiếu đúng con berserker đó. Mà cái con berserker là một cái con 3 đô nhá. Lẽ ra là cái giờ này nó phải ra rồi đấy, mà vẫn chưa ra bất cứ một cái con berserker nào. Đấy, nó lại đến cái cơ như thế. Ra là cái con Doom 2 sao, nhưng mà không ra berserker cơ. Có tất cả nhưng mà thiếu mỗi berserker thì cũng không được 9 warrior. Sau round 21, đến round 21 là chúng ta phải form 9 warrior đây anh em. Đánh kiểu gì đánh thì cũng 21 là phải 9 warrior. Nếu mà không đủ thì chúng ta sẽ phải roll đấy. Sau cái round đấy là bắt đầu tụt máu kinh lắm. Nhìn thế thôi nhưng mà chưa biết được như nào đâu anh em. Cái thằng mà nó đang có chuỗi thua cộng 5 kia ấy, thực ra tôi thấy nó đang khá là mạnh đấy anh em. Ui ơi, gặp bố tướng à. Đừng có cắt chuỗi của nó nhá. Đợi tôi sang với 9 warrior tôi cắt chuỗi của Greater gái. Đừng có cắt chuỗi bố tướng nhá. Ê, được không? Ui giời ơi, nó cắt chuỗi thật luôn anh em ạ. Chán thế chứ nhờ. Tôi biết ngay mà.
9 xin anh em ạ. Gladiator nó phải úp lồng được cơ. Không úp lồng được cái 9 xin nó bắn cho thì sấp mặt luôn. Tại sao không phải là tôi? Thế nó lại mạnh ở đấy. Tôi thấy cái thằng đấy nó lại bắt đầu nó mạnh lên rồi. Chơi 9 xin ấy mà dồn đồ cho cái con Siren ấy nó cũng rất là khỏe nha anh em nhá. Không hiểu đâu. Ui mẹ ơi, ra cả ngũ không rồi kìa. Ra cả Lancer, ra cả ngũ không luôn. Vãi đài. Hỏng rồi. Comeback ấy. Thua à? Đừng bảo thua này nhá. 9 Warrior thua gì, sợ gì cái thằng Clyde. Warrior sợ gì Clyde. Sợ gì. Ui tôi lại có chuỗi anh em ạ. Và tiếc qua cái thằng Gladiator mất chuỗi. Nếu không là lao sau là tôi lên 9, là tôi có 9 Warrior thì tôi cũng không sợ nó đâu. Gặp lại lần nữa là chúng ta đấm nó sấp mặt luôn. Ok. Gấu ơi thôi, bỏ đi. Lên 9. 9 Warrior thiếu mỗi Berserker anh em ạ, vẫn chưa ra. Hy vọng là lao sau nó tự ra Berserker. Hoặc là có thể là đẹp hơn nhá, ra con Lancer luôn cho tôi. Đỡ phải đồn. Bởi vì thực ra trước sau thì tôi cũng bán Berserker đi mà. Run làm cái gì đâu. Mấy con như là con Lancer tôi cũng bán đấy mà. Ra giờ chỉ ra kích hệ thôi anh em ạ. Tôi cần là cần kích hệ thôi. Form chuẩn sách giáo khoa cho đỡ mất máu thôi. Chỉ còn tí nữa bán hết mà. Rồi không tự ra thì run vậy. Ui ôi. Run một phát thế là được rồi. Hợp lý. Một phát thôi. Một phát thôi anh em ơi. Thế là hợp lý rồi đấy. Ok. Tách đội hình ra một chút không, Gladiator nó lại úp cho một phát thì tôi lại ối rồi luôn. Gẹp luôn này, giáp xoay luôn, đánh với Gladiator. Đánh với Gladiator có giáp xoay anh em ạ. Cướp điên à? Cướp điên được không? Được. Cướp điên cũng được đấy. Nhưng mà từ từ đã, để xem tình hình thế nào ghép sau. Riêng với thằng Beat thì không sợ nhá. Beat thì không sợ. Tầm này thì sợ gì mấy thằng Beat bạn ơi. Ok. Vai cứt ghép dốc xoay cho con cung đen ạ. Tí nữa chắc là lấy cái con khác làm co đúng không? Chưa tạo cung đen. Rồi bây giờ lên 10 nha anh em nhá. Như tôi đã chia sẻ đầu game là chúng ta sẽ phải chơi một cái đội hình mà form ở level 10 nó mới đủ để có thể chơi được. Đấy. Có thể level 10 ở round 29 hoặc có thể level 10 ở round 26. Nhưng mà cứ phải level 10 thì mới chơi được. Còn cái bộ đấy mà form ở level thấp thì không chơi được. Level 9 thiếu không chơi được. Ôi mẹ ơi, thằng này mạnh này. Lên 2 sao rồi. Càng đấy. Đấy tôi nói rồi, không phải đơn giản đâu. Cái thằng mà vừa lấy nó tưởng là sắp chết thì cuối cùng nó lại lên đấy. Đây rồi, gặp Gladiator này. Mà sao tôi thấy là vẫn kiểu như là sắp thua ấy nhở. Con Doom kia không có đấm rồi à? Chán vậy. Đấm nó chán vậy. Ui giời ấy, đấm cứ chạy lăng quanh cái kia. Ui giời là bị úp lồng lần hai. Xong rồi, hấp diêm hội đồng rồi này. Chán thế bạn ơi. Đúng không? Ôi giời ơi, hai lần bị thằng này mới cắt chuối ạ. Thằng này nó đúng là khắc tinh sống ở trong trận này rồi. Thật đấy. Bây giờ chưa thấy cái độ khắc tinh của nó đâu. Mà tí nữa chuyển sang ấy từ... Sẽ có rất nhiều anh em đoán tôi chơi cái bộ gì rồi. Đấy, qua những cái gợi ý của tôi và qua những cái gì mà tôi đang chơi thể hiện thì anh em cũng biết là tôi sẽ chơi cái gì. Nhưng mà tôi chưa tiết lộ đâu. Bởi vì có anh em vẫn chưa biết.
Có anh em vẫn chưa biết là tôi chưa tiết lộ đấy, làm sao? Anh em muốn tôi nói ra đúng không? Tôi không nói đấy. Anh em nào biết thì anh em cứ biết. Anh em cũng xem video clip thì anh em cũng có thể nói mà, đúng không? Nhưng mà anh em cũng không thể nào mà có thể nói cho cái người khác đang xem tôi biết được. Đấy, cái hay ở chỗ đấy. Nó không phải là video trực tiếp, người ta sẽ không thể nào mà xem được xem là tôi đang chơi cái gì. Nhiều khi là có những cái mà nó sẽ hay hơn là video trực tiếp, live stream trực tiếp. Nhiều khi live stream trực tiếp bị lộ bài nhiều lắm. Người ta đã muốn người như là giấu rồi, đã muốn chưa tiết lộ rồi. Thế mà live stream thì toàn là coi như là các giáo sư comment là tôi chơi cái bộ gì, là y như rằng là chơi cái bộ đấy mà. Thế nên là chả có bí mật được. Đấy, cáu không chịu nổi luôn. Người ta cố gắng giữ bí mật để cho những cái người ta không biết là người ta thấy một cái sự bất ngờ. Thì đây, live stream trực tiếp là lộ hết anh em ạ. Đấy, đấy có cái hay ở chỗ là khi mà tôi nói ở trong video này là chỉ có những cái người biết là người ta mới biết được thôi. Có những cái người ta không biết thì người ta vẫn không biết. Trừ khi người ta xuống người ta đọc dưới cái phần comment. Đấy, comment thì đôi khi cũng sẽ có anh em nói là tôi chơi cái gì. Nhưng mà cái đấy nó ít hơn so với cái việc là live stream trực tiếp. Với những cái dòng tin nhắn trực tiếp thì nó đỡ bất ngờ hơn. Tôi phải nói thật với anh em như thế, nó ít khi nó tạo được sự bất ngờ đột biến. Rồi. Cũng là một cái bài để làm video clip đấy anh em. Đấy, kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm làm YouTube lâu năm đấy là làm là phải là gây được cái sự bất ngờ. Ok. Insect toy này. Ba assassin kẹp insect à? Nhưng mà đi rồi, đi chắc chắn rồi. Thế này là đi rồi. Co hiện tại bây giờ vẫn là đang còn là 2 sao thì đỡ làm sao được. Phải 3 sao nếu mà chơi kiểu này. Xả hết tiền không lên được 3 sao thì cứ bay rồi. Rồi. Thôi nha anh em nha, chuẩn bị lên 10 đâu. Không có rèn dứ ở cái level này đâu. Tất cả những cái đội hình mà đang có ở trong trong bàn cờ này là đổi tới 90%. Anh em ạ, bán gần hết luôn. Thế nên là tôi không có ở cái level này, tôi sẽ lên 10 đâu, tôi sẽ chuyển dần nha anh em nhá. Ok. Chắc là sau round 20 đến round 26 chúng ta sẽ tiết lộ dần thôi nhá anh em nhá. Đến cái giai đoạn đấy thì chắc là lộ thôi, chứ còn tầm đấy thì giữ bí mật làm gì nữa, đúng không anh em? Có đồ cam đồ kia các thứ chốt hết rồi thì lộ thôi. Đấy, để xem là tôi chơi cái gì nào. Tôi đang xây dựng một cái đội hình mà chúng ta có thể xây dựng bằng rất nhiều cách khác nhau. Đấy, có rất nhiều con đường để đi đến một con đường. Cái cách vận hành thì nó có muôn vàn cái cách vận hành. Nói chung là cái cơ chế thì cứ giữa game. Anh em tốt nhất anh em xem kỹ ở giai đoạn giữa game. Không có đồ cam luôn. Cay thật. Random à? Cái này chỉ có random thôi anh em ạ. Chứ còn bây giờ chả nhẽ tôi lại lấy cái RO. Thế thì nó sai lầm nhỉ. Hay lấy cái RO nhá. Thật luôn. Thôi được rồi. Tôi nhìn thấy có mỗi cái RO lấy được thôi. Chả nhẽ lấy cái trứng. Cái trứng thì lại không chơi insect anh em ạ. Thôi được rồi, lấy cái RO thì nó cũng dù sao thì nó cũng có cái giá trị của con Doom. Cướp điên là cũng có thể ghép được. Nhưng mà đấy, tôi giữ lại để tôi lấy cái RO đấy anh em. Biết đâu đấy, nó lại không ra đồ cam thì đúng thật. Cái lúc nãy là tôi cũng đã có cái suy nghĩ là cái việc là có thể nó sẽ không ra cái món đồ cam rồi. Nên là có thể là chúng ta sẽ không ghép cái cướp điên vội, mà chúng ta đợi từ từ đã. Thì đúng thật. Bây giờ chúng ta lại ghép cái RO. Thôi được không? Không sao. Nói chung là cũng tính toán. Lúc nào tôi, anh em để ý mà xem, lúc nào tôi cũng sẽ có một cái món đồ nhá. Và tôi để ở trong kho ấy, tôi không lấy cái món đồ đấy. Đấy. Một slot duy nhất là không lấy. Đến năm 26 mới chốt. Ok. Được đấy. Hợp lý. RO cho con này hợp lý này. Cầm đánh được. Cầm đánh lấy đi. Rồi, còn hai cái món đồ còn lại tôi chưa ghép nhá. Chúng ta sẽ ghép cái kháng. Chúng ta sẽ ghép cái kháng anh em ạ. Rồi, bình tĩnh. Bây giờ phải 50 tiền roll.
chứ còn không có khô máu đâu. 9 Warrior vẫn mạnh mà anh em. Nếu mà không phải chuyển bài ấy, thì tôi chơi 9 Warrior luôn mà. Đấy, tôi có chia sẻ với anh em từ đầu rồi. Một con Doom ấy nó rất khỏe. Đấy, con Doom nó rất khỏe. Nó chỉ cần là có món đồ Kira thôi. Đấy, chúng ta kẹp Kira ở level 10 đó. Ơ, thằng này nó dồn đồ cho con nào nhỉ? Đồ đâu? Úi ơi, nó dồn đồ con này á? Vãi đái. Thế thì lại không sợ lắm. Thằng này nó ghép cái trắng lan là chắc là nó chơi co là đánh gần rồi. Nhưng tại sao cho con ốc nhỉ? Có thể là vì nó sợ 9 ua đánh phản nên không cho ốc. Ốc thì rất là sợ 9 warrior, đánh nó phản lại, đánh nhanh, nó phản nhanh, chết nhanh. Tí nữa chắc là cái món đấy là nó cho ngộ không đấy, anh em ạ. Ghép sẵn cho ngộ không. Chơi co là ngộ không. Bởi vì tôi không thấy thằng đấy nó mua beat ở trong đội hình. Bình thường nếu xác định không đánh ngộ không ấy là sẽ mua con gấu. Mua con gấu beat vào trong đội hình. Đấy. Nhưng mà nó mua con cây. Nó mua ấy, con Whispersia ấy. Nên khả năng là nó sẽ kẹp với ngộ không ấy. Đấy rồi. Dancer này. Dancer thay cho con này nhá. Con này nhá. Tí rồi nào bán anh ạ. Tạm thời cho Lancer thì có Glacier vào đó. Tí nữa tôi bán đấy mà. Lancer này có gì đâu. Chơi tí nữa chuyển sang cái bộ mà tôi chơi ấy thì nó yếu vãi đái luôn. Tôi nói thật đấy anh em. Con này nó không có tốc đánh, nó không có cái sức chống chịu thì nó yếu lắm anh em ạ. Nó không có khả năng hồi máu thì nó yếu lắm. Tí nữa bán không. Tạm thời vẫn co vẫn là Doom nha anh em nhé. Rồi, 9 assassin này. Chả sợ luôn. Bắn vào tự chết. Anh em thấy chưa? Thế tôi mới nói là để mà 9 warrior mà vô địch thì tôi 100% máu đến hết game rồi anh em ạ. Tôi lại có chuỗi này. Thực ra mấy cái lần cái pha cắt chuỗi ấy, bị mất cắt chuỗi ấy, không phải là vì làm cái bộ này nó yếu, mà bởi vì tôi không đánh cái bộ này nó mắc binh được. Đấy, anh em hiểu không? Tức là cái bộ này ấy, tôi lúc nào tôi cũng phải có một cái là tôi chừa ra để tôi chuyển. Tôi không thể xả tiền hết cỡ để cho cái bài này nó mạnh được. Đấy, chứ còn nếu mà bình thường nhá mà đánh đúng ấy, thì là bây giờ vẫn 100% máu đấy anh em ạ. Không chết được đâu. Không mất máu đâu. Kể cả tôi không có đồ cam luôn. Anh em thấy không? Tôi đồ cam đó là cái RO. Đấy, RO nhá. Tức là nó cũng không phải là cái bộ cái món đồ mà trấn phái ở cái bộ này. Đấy, nhưng mà vẫn là mạnh luôn. Vớ vẩn bọn này đi hết rồi chưa kịp chuyển thế này. Đấy, và chắc là sau round 30 nhỉ, chia sẻ luôn cho anh em nhỉ. Đùa chứ cái tầm này chắc phải đến 99% anh em biết là tôi chơi gì rồi. Ôi giời. Mai vẫn chưa thấy ông ấy tiết lộ nhỉ. Lộ rồi còn đâu mà tiết lộ nữa. Lộ lắm rồi đấy anh em ạ. Nhìn nó rất là lộ rồi đấy. Rồi một thằng nữa ra đi này. Khả năng là bọn này nó sẽ đi trước khi mà tôi form được mất. Nào sau thế nào cũng phải xả tiền. Thằng Gritter đi thì ok luôn nha anh em nhá. Vừa ấy chuyển ngon lành luôn. Cứ phải đấm thằng Gritter đi đã rồi chúng ta mới chuyển. Ui Lancer này. Rồi hộp tiếp. Ui Lancer 2 sao. Mẹ ra làm cái gì. Thực ra thì nó ra thì phải chơi thôi. Chứ còn tí nữa lại cũng vẫn phải bán anh em ạ. Ra chơi tạm thôi. Đấy. Thực ra là nếu mà chơi 9 Warrior thì chắc là vô địch bố rồi. Trận này Warrior độ vãi đái luôn anh em ạ. Không phải lằng nhằng mua mấy cái thứ linh tinh ở phía dưới nữa. Vớ vẩn roll ra được cái tất cả mấy cái con Warrior lên được 2 sao, còn lên được 3 sao cơ. Giấc mơ mà coi như là Doom lên 3 sao ở trận đấu này ấy, là tôi nghĩ là có đấy. Không phải là không đâu. Nhưng mà chấp nhận hy sinh làm content nên thôi, phải chịu đó. Rồi. Lancer thì nói chung là vô tư luôn. Ok, có dây chuyển kháng này. Tôi nhá là tôi có cái găng tay Kira rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà thôi,
không chơi 9 Warrior nên là thôi. Ghép cái giáp thép. Có hàng tay Kira luôn đấy, nhưng mà thôi, lại phải ghép cái dây chuyền kháng. Và cũng chia sẻ cho các anh em mà đang xem cái trận đấu này nhá, là chơi chuyển như thế là yếu hơn đấy nhá anh em nhá. Chuyển là yếu hơn. Đấy, chuyển yếu hơn nhá. Xin nhấn mạnh lần nữa, chuyển yếu hơn. Và tôi cũng xin chia sẻ luôn cho anh em là hôm nay tôi chơi cái bộ gì luôn. Đợi hơi lâu đúng không anh em? Rồi, và hôm nay tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em Trần Hoàng Hưng. Anh em Trần Hoàng Hưng có yêu cầu là muốn tôi chơi cái bộ 6 đá. Đấy. Nhưng mà 6 phá đá thì anh em bảo là để sơ farm ấy, thì tôi khuyên cho anh em chân thành một câu là không lên anh em ạ. Bộ 6 đá nó không mạnh lắm đâu anh em nhá. Meta này là meta của Hunter anh em ạ. Anh em chơi Hunter ấy kẹp về máy bay thì đấy là một cái bộ để anh em sơ farm. Còn anh em đi sơ farm 6 đá mà anh em gặp Hunter máy bay thì bắn cho lủng người luôn anh em nhá. Đừng bao giờ chơi cái bộ đấy. Nếu mà sơ farm ấy, sơ farm bộ này luôn này. Sơ farm cái bộ này của tôi này. Đấy. Ok. Mày thằng này to đấy. Đấy, to với đái vậy. Lancer 2 sao luôn. Rồi đi rồi anh em ạ. Thấy không? Anh em thấy không? Tôi chơi 9 Warrior, tôi counter và Gritter đấy. Còn bây giờ tôi chuyển qua 6 đá đây. Chơi phải tỉnh táo anh em ơi. Từ từ nhá. Đoạn này phải từ từ đá. Từ từ đá, từ từ đá, từ từ đá. Từ từ đá. Tính tính. Từ từ nha, 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 từ 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 hết slot rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hết slot rồi anh em ạ. Ok. Như này thôi là ăn thôi anh em ơi. Chơi 9 Warrior là ăn ngon rồi. Anh em sửa farm 9 Warrior này, mạnh cực kỳ luôn. Anh em thấy không? Lấy nó ăn tôi, chẳng qua là tôi xếp đội hình để tôi counter và Gritter thôi. Tôi tản ra thôi, chứ bây giờ đấy đứng tụm lại thì bọn này có cửa gì ăn. Thôi tôi chuyển đây anh em ạ, không thằng này nó đi mất. Tôi nói thật với anh em là cứ để như này là chắc chắn là nó đi trong mấy round nữa. Mà thôi chuyển thôi anh em. 6 đá được rồi. Ui lại ra Lancer. Lancer 3 sao à? Mẹ vãi đái thật. 6 đá được rồi. Ui con này cũng ngon. 6 đá chơi con này nha anh em nhá. Ui chết rồi. Ui chết rồi anh em ơi. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ 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 từ. Bây giờ phải vứt mấy con Wario đi đã. Đập trứng hả? Được không? Từ từ nhá, từ từ nhá. Vứt mấy con Wario đã này. Ok. Rồi vẫn chưa phải đập trứng. Từ từ anh em ạ. Trứng này để dành. Để xem là đập cho con nào. Ok, coi như chấp nhận là mất máu ở trong này đấy. Anh em thấy không, làm content hy sinh vãi cả đái luôn. Chứ bình thường tôi cứ để thế kia là tôi ăn rồi. Ok. Chuyển sang 6 đá nhá. Làm content theo yêu cầu. Ảo ma Clara thật sự. Kiếm một con wizard. Wizard đâu? Ui đây rồi, đủ luôn, không cần wizard luôn. Đủ 6 đá luôn, hàng riu luôn anh em ạ. Hàng riu. Quá tuyệt vời. Cái này tôi sẽ cho anh em xem là 6 đá nó có khỏe không nhá anh em nhá. Tôi đánh giá bộ 6 đá này bây giờ nó ao với ta rồi. Ao meta là do dây chuyền đấy anh em ạ. Nó có cái dây chuyền kháng ấy, nó không bị hóa đá. Anh em thấy không? Con Medu kìa. Đấy, lúc nó bắn vào cái dây chuyền kháng nó bật lên nó sẽ không bị hóa đá. Anh em thấy không? Yếu hơn 9 War đúng không? Đó. Nên là tôi mới nói là cái con Lancer ấy bán thôi anh em ạ, không chơi được. Lancer là không chơi bộ này đâu. Yếu lắm. Con Lancer yếu lắm. Bộ này là phải chơi gì? Bộ này là phải chơi là con Ngộ Không. Chơi Ngộ Không mà chơi được. Rồi. Ok anh em nhá. Đó, như này là xong thay Lancer và Ngộ Không thì còn có cái cửa ăn được bọn kia. Ừ.
xong nha anh em nhá. 6 block kẹp với cả kẹp với cả 6 đá. À 4 block. Sorry anh em, 4 block kẹp với 6 đá. Đấy, nhưng mà con Lancer anh em phải không? Nó đánh rất chậm. Với cả trong cái bộ này con Lancer là không có đam anh em ạ. Đam nó bé á. Lancer đam bé mà, đánh chậm đam bé. Đấy ơi, có chém lan nữa rồi. Rồi xả tiền một lần nữa này. Ra được bộ không thì tập trứng cho đát hoặc là cho live split. Được rồi. Ra đi. Không được rồi anh em ơi. Không được rồi. Có thằng tay kia rồi nhá. Chuyện này là chơi chính Wario là tôi vô địch từ đâu rồi anh em ạ. Rồi thay cho Ngộ Không nhá anh em nhá. Tôi đập trứng cho Ngộ Không này. Kéo dài là thua đấy. Kéo dài là thua đấy. Tôi thấy là đối thủ đã có con Ngộ Không 2 sao rồi. Tí nữa mà nó lên con Sai Linh 2 sao rồi toàn đấy anh em ạ. À thằng này nó cướp con Line Speed của tôi nhá. Tí nữa phải để ý nhá. Cho mày một round nữa đấy. Round sau sẽ là round kết thúc. Ok. Rồi round này là tôi chỉ đổi chuyển đồ. Kịp chuyển đồ thôi, tôi chưa xếp bài anh em ạ. Để rao này tôi xếp bài biết nào lễ độ. Sẽ phải lừa anh em nhá. Lừa đương nhiên là sẽ đổi dây cuối rồi. Ở đây là đồ đang dồn cho Medu. Nên là chúng ta sẽ bắt con Medusa anh em nhá. Nếu phải chuyển thật nhanh luôn. Dây cuối nha anh em nhá. Đủ nhanh chưa? Úi giời ơi. Đấm vỡ mặt của mày đùa tao. Mày đứng ở đấy. Rồi xong. Rồi còn lại bọn này solo. Solo với Ngộ Không. 12 máu đi luôn không? Đi luôn không bạn ơi. Ô như nào như nào như nào. Úi giời, là vẫn còn một máu ạ. Tính sai quá anh em ơi. Tính toán là sai lên vị trí của Tuấn Cơm. Sống được thêm một round nữa rồi bạn ơi. Dồn đồ đây. Cái gì đấy, ghép cái này đi. Chắc ghép gắn tay Kira với cả BKB thôi anh em ạ. Cho cái con Light Split nó sống sót được. Light Split nó cần sống. Rồi dây cuối nha anh em nhá. Mày cướp đi. Úi giời ơi, cướp được cái con Light Split. Nhưng mà quang cả đội hình. Sai lầm ở đây là chú ý đến con Light Split của tôi đấy. Xong rồi anh em ạ. Quan trọng là chính là cái con Medusa thì không quan tâm. Sai lầm của đối thủ. Hay quá anh em ơi. Tôi đây tôi cũng xin chia sẻ với anh em cái quan trọng nhất của cái việc xếp bài cuối game. Đấy chính là cái con co của anh em không bị bắt nha anh em nhá, chứ không phải là cướp cái chiêu của đối thủ đâu. Cướp chiêu của đối thủ nó chỉ ưu tiên thứ hai thôi anh em ạ. Co của anh em phải sống sót, cái đấy đó là cái quan trọng nhất. Đấy, tối quan trọng, ưu tiên đầu tiên. Nếu mà anh em để bắt được cò thì là chắc chắn là anh em sẽ là thua. Đấy, còn anh em để mà bị cướp chiêu ấy thì thực ra ấy, tôi nói thật với anh em là Rubik ở giai đoạn late game nó không có cướp được nhiều đâu, có khả năng là còn bị chết trước khi mà tung trưởng cơ. Đấy, nên là anh em đừng có chú ý đến cái việc là cướp chiêu. Thay vì đấy anh em hãy chú ý quan trọng nhất là bắt cò của đối thủ và bảo vệ cò của chính mình anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để đăng thêm một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy con thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Siêu phẩm 9m 100% máu để hết game anh em nhá. Cực kỳ hay luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải 5 rồng kết hợp với bom. Sự lựa chọn hoàn hảo cho một lineup tối thượng. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.